clip ghi lại hiện tượng người dân trú mưa gây kẹt xe ở Sài Gòn chiều ngày 13 tháng 10 đang thú vị sự để ý trên mạng xã hội. Hình ảnh trong clip cho thấy nhiều người dừng xe dưới chân cầu để trú mưa, bất chấp dòng xe cộ đang di chuyển tấp nập. Không chỉ dưới chân cầu, trong hầm đường bộ cũng xảy ra tình trạng tương tự. Điều này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn góp phần tăng thêm nguy cơ gây tai họa cho chính những người dừng xe giữa đường. Bên cạnh đó, những trường hợp khẩn cấp như xe cứu vớt quả, xe cứu vớt yêu mến cũng gặp gỡ nhiều rắc rối. Thậm chí, nhiều bình luận cho biết vì không còn đường để đi, họ trót lấn cả quý phái làng ô tô để nối tiếp di chuyển. Như vậy chẳng khác nào, từ cái sai này dẫn đến cái sai khác. Hình ảnh xấu xa dưới gầm cầu và gầm đường bộ trong cơn mưa chiều nay ở Sài Gòn. Hình ảnh xấu xa trên đang bị dân mạng chỉ trích. Dừng xe trong hầm rất nguy hiểm. Lượng xe trong này khá đông, phần đường di chuyển lại khá hẹp, dễ xảy ra va chạm. Nói ý thức soàn thì nhiều người lại tự ái, thành viên đông tờ. Bày tỏ. Còn chưa kể chuyện nhiều người dừng xe trong hầm Thủ Thiêm để mặc áo mưa trong giờ cao điểm nữa kìa. Sài Gòn soàn hay mưa bất chợt dậy lắm, ai cũng hồn nhiên dừng xe bát nháo thế này thì lộn xộn phải biết, một dân mạng khác cho hay. Dẫu biết rằng di chuyển dưới trời mưa gặp gỡ nhiều khó khăn, song người dân cũng nên chọn chỗ trú mưa thích hợp, tránh ảnh hưởng đến các phương tiện khác cũng như bảo vệ an ninh cho chính bản thân.